Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 2 tháng 12 năm 2022 của Ban Việt ngữ đã cho tự do với những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thanh niên tham gia phản đối dự luật đặc khu bị từ chối khóa học đào tạo sĩ quan hàng hải. Báo cáo về tình hình dân chủ toàn cầu tiếp tục nêu Việt Nam trong nhóm toàn trị không có dấu hiệu thay đổi. Hàng chục lãnh đạo, cựu lãnh đạo ba tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương bị kỷ luật vì tham nhũng đợt dịch Covid-19. Án tù 7 năm tuyên cho cựu giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu bị khởi tố vì nhận tiền đòi tình để chạy án. Học viên Đặng Ngọc Thanh, người từng tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu kinh tế năm 2018, bị Trung tâm Nhân lực và Huấn luyện Hàng hải thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh buộc dừng khóa học đào tạo sĩ quan hàng hải. Anh Thanh sinh năm 1993 ở tỉnh Trà Vinh cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết, sau vài tháng theo học lớp sĩ quan vận hành khóa 1 tại trung tâm này thì được giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Tân thông báo không được tiếp tục học nữa. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm này chỉ thông báo miệng và trung tâm không đưa ra văn bản chính thức nào về việc dừng học, người thanh niên này nói. Giờ tôi đi học được khoảng hơn 3 tháng nay, nhưng mà khi lên học thì trong cái hồ sơ là có bên công an ghi là từng tham gia in ấn gãi tiền đơn không cho Trung Quốc thuê đất 995. Thì bên nhà trường mới tạm giữ cái hồ sơ đó, rồi hỏi còn bị cấm xuất cảnh không. Thì tôi có đi xuất cảnh sang bên trong để về để cho chứng minh với nhà trường là không còn bị cấm xuất cảnh. Anh Thanh khẳng định không có tham gia hoạt động chính trị hết, nhưng mà có một lần là bên nhà nước Cộng sản Việt Nam ấy là định cho nước ngoài thuê đặc khu 995, thì tôi có in ấn một số lượng lớn tờ rơi ghi là nội dung là không cho Trung Quốc thuê đất 995. Thì tôi đi gãi khắp nơi trên thành phố Hồ Chí Minh ấy, sau đó thì tôi bị bắt xử phạt hành chính. Anh cho biết thái độ của giáo viên và nhà trường rất không đàng hoàng. Khi tôi hỏi là các thầy mập mờ không có nói ra, giống như là có một cái thế lực nào đó nó can thiệp vào sự học hành tôi. Tôi chỉ muốn là bình yên đi học thôi chứ không có môn đồ chính trị ở đây hết. Phóng viên có gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Tân và được người này cho biết. Cái bạn Thanh này là bởi vì lý lịch của bạn đó, nhưng mà ở trường là kiểm tra lý lịch của bạn ấy, những cấp trên kiểm tra lý lịch của bạn ấy là bạn khai không đúng, là nó không phù hợp. Cho nên ở trường này không có nhận bạn ấy vào học sĩ quan hàng hải. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị giải thích thêm thì ông Tân từ chối, nói không làm việc qua điện thoại mà cần gặp ông trực tiếp hoặc liên hệ với cấp trên của ông. Anh Thanh cho rằng lý do ông Tân đưa ra không thuyết phục vì trước lúc nhập học, anh đã nộp đầy đủ giấy tờ có công chứng theo yêu cầu của trung tâm cho khóa học 30 tháng đào tạo thủy thủ cho tàu vận tải quốc tế. Chúng tôi có gọi điện nhiều lần vào số điện thoại của giáo vụ Trung tâm Nhân lực và Huấn luyện Hàng hải, nhưng không ai nghe máy. Phóng viên có gửi email cho trung tâm này và Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa nhận được trả lời. Việt Nam cùng Lào và Campuchia vẫn là các nước độc tài toàn trị, không có những dấu hiệu rõ ràng về thay đổi. Dù Việt Nam, giống Trung Quốc và Singapore, đã đạt được thành quả kinh tế và được công khai thừa nhận, nhưng không trao quyền cho người dân. Đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo về tình hình dân chủ toàn cầu năm 2022, The Global State of Democracy 2022, được công bố vào ngày 2 tháng 12. Báo cáo do Viện Quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử IIDEA trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển thực hiện. Cũng theo báo cáo này, Việt Nam thuộc nhóm các nước đưa ra những luật mới nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt của người dân trên mạng. Cụ thể, Hà Nội đã cho thực hiện luật an ninh mạng. Báo cáo năm nay của IIDEA là ấn bản lần thứ tư và được đưa ra vào lúc nền dân chủ trên toàn thế giới bị tấn công theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thăm dò của IIDEA cho thấy hiện niềm tin của công chúng vào các giá trị dân chủ đang suy giảm. Hàng chục lãnh đạo, cựu lãnh đạo ba tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương vào ngày 1 tháng 12 bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách. Nguyên do vì vi phạm quy định đấu thầu, mua sắm sinh phẩm hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, tại Nam Định, lãnh đạo còn bị kỷ luật
do để xảy ra vi phạm trong đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đối với một số dự án. Quyết định kỷ luật được đưa ra tại kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11. Cụ thể, mức cảnh báo được áp dụng đối với các ông Trịnh Hữu Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Lương Ngọc Trương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, bí thư đảng ủy bộ phận, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Thanh Hóa, Khương Thành Vinh, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định, Nguyễn Hồng Trương, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại cuộc họp lần thứ 23 còn đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật các ông, bà Nguyễn Bá Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đinh Cẩm Vân, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Ba người này bị kết luận đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Khải vào chiều ngày 1 tháng 12 bị tuyên án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Nguyễn Minh Khải, tòa còn có tuyên các ông bà Nguyễn Quốc Toản, nguyên trưởng phòng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, chủ tịch hội đồng đánh giá hàng mẫu, Phí Duy Tiến, nguyên phó giám đốc, tổ trưởng tổ thẩm định, Võ Thị Trinh Nga, nguyên phó giám đốc, tổ trưởng tổ chuyên gia, mỗi người 3 năm tù. Ba ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên phó giám đốc, Nguyễn Đỗ Nguyên, nguyên trưởng khoa tổng hợp, Lương Ngọc Tuấn, nguyên phó trưởng khoa khám mắt, mỗi người 12 tháng 7 ngày. Do thời hạn tạm giam bằng thời gian thi hành án nên hội đồng xét xử tuyên trả tự do cho ba người ngay tại tòa. Bà Phan Thị Bích Hạnh, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán, 1 năm 6 tháng. Các bản án được tòa tuyên sau 3 ngày xét xử. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về hành vi nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 2 tháng 12. Cũng trong ngày 2 tháng 12, ông Lý Công Bắc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Châu Văn Mỹ. Thời gian đình chỉ là 3 tháng 21 ngày. Cũng theo ông Bắc, ngày 18 tháng 11, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Châu Văn Mỹ theo khoản 2 điều 254 Bộ luật hình sự, đồng thời ra lệnh tạm giam ông Mỹ về hành vi nhận hối lộ. Ông Mỹ trước đó hôm 11 tháng 11 bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang khi đang nhận tiền hối lộ tại một nhà nghỉ ở thành phố Bạc Liêu từ nữ bị cáo trong vụ án trộm cắp tài sản là bà DHT, người nhờ chạy án từ 6 tháng tù giam giảm xuống còn 6 tháng tù treo trong phiên xử phúc thẩm. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.